Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của bongda24h.vn. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo của những video hay và hấp dẫn nhất các bạn nhé. Bayern Munich trói chân công thần đầu tiên. Trên trang chủ câu lạc bộ, Bayern Munich xác nhận rằng họ đã trói chân thành công Thomas Müller bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2023. Vấn đề lương thưởng không được đề cập, nhưng theo báo giấy Đức thì ngôi sao 30 tuổi này sẽ có được mức thu nhập cao hơn con số 15 triệu euro một mùa như hiện tại. Như vậy, Müller sẽ gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena ít nhất là tới năm 33 tuổi. Sự nghiệp của Müller gắn liền với màu áo Bayern Munich. Kể từ khi được đưa lên đội 1 vào năm 2008, Müller đã giành được 8 đĩa bạc Bundesliga, 5 cúp quốc gia Đức, 5 siêu cúp Đức, 1 FIFA Club World Cup, 1 siêu cúp châu Âu và đỉnh cao chính là một chiếc vô địch Champions League mùa 2012-2013. Mùa này, không chỉ ghi được 10 bàn thắng, Müller còn đang dẫn đầu danh sách dọn cỗ tại Bundesliga với 16 kiến tạo. Dính scandal sex, Kyle Walker trả giá cực đắt. Theo Daily Mail, thông tin Kyle Walker tổ chức tiệc thác loạn giữa mùa dịch đã đến tai huấn luyện viên Gareth Southgate. Vị thuyền trưởng của Tam Sư tỏ rõ sự không hài lòng và có thể sẽ gạch tên vĩnh viễn cầu thủ của Man City khỏi danh sách triệu tập lên đội tuyển Anh. Nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ không còn cơ hội thi đấu quốc tế đến khi nào mà huấn luyện viên Gareth Southgate còn tại vị. Cánh cửa giữa Euro 2021 với Walker đương nhiên cũng đã bị đóng sập lại. Thực tế thì vị trí của Walker tại tuyển Anh đã bị lung lay từ trước vì sự bùng nổ của Trent Alexander-Arnold và Aaron Wan-Bissaka. Với hai tài năng trẻ xuất sắc này, huấn luyện viên Southgate không có lý do gì để giữ một ngôi sao vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như là Walker. Trước đó, Kyle Walker cũng phải chịu một án phạt nặng từ câu lạc bộ Manchester City. Theo những đồn đoán, thì số tiền phạt mà cầu thủ này phải đóng có thể lên đến 200.000 bảng, tức là gấp 100 lần số tiền anh bỏ ra để mua dâm. Chelsea muốn giữ Giroud, bắt đầu đàm phán gia hạn. Theo thông tin mới được tờ Football London đăng tải, Chelsea sẽ giữ Olivier Giroud ở lại. Theo đó, đội bóng này đã có cuộc đàm phán sơ bộ với tiền đạo người Pháp về việc gia hạn hợp đồng. Nguồn tin này tiết lộ, bản hợp đồng mà phía Chelsea đề nghị có thời hạn 1 năm, tức là đúng theo chính sách của câu lạc bộ đối với những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ý định của Giroud. Vài ngày trước đây thôi, truyền thông Anh từng rộ tin đồn rằng tiền đạo người Pháp này muốn rời Stamford Bridge khi kết thúc hợp đồng. Một loạt các đội bóng đã sẵn sàng trải thảm đỏ mời Giroud, gồm có Inter Milan, West Ham, Crystal Palace cùng với nhiều đội bóng ở Ligue 1. Nếu Giroud quyết định ra đi, huấn luyện viên Lampard sẽ phải nhắm đến các phương án khác để khỏa lấp vị trí mà tiền đạo người Pháp để lại. Hiện tại, Luka Jovic của Real Madrid được coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của vị trí lược gia người Anh. Real Madrid bất ngờ mua lại Ronaldo với giá 50 triệu bảng. Cristiano Ronaldo đang đứng trước viễn cảnh quay trở lại mái nhà xưa Santiago de Bernabeu nhằm giúp Juventus cân bằng ngân sách tài chính. Nhật báo Corriere dello Sport cho hay, Juventus đang gặp rắc rối về tài chính dẫn đến việc họ phải tính tới khả năng chia tay ngôi sao sáng giá nhất của mình. Đại dịch Covid-19 khiến Serie A cũng như Champions League ngưng trệ, càng làm tình hình tài chính của Juventus trở nên xấu đi. Nhà đương kim vô địch Serie A vào lúc này thậm chí còn không dư giả tiền mặt ở thời điểm hiện tại. Bởi vậy, nếu nhận được lời đề nghị 50 triệu bảng từ Real Madrid, lãnh đạo Juventus có thể đồng ý bán Ronaldo. Họ vừa thu được tiền, vừa cắt bớt được khoản lương khổng lồ 27 triệu bảng một năm trả cho siêu sao người Bồ Đào Nha này. Chủ tịch Real Madrid năn nỉ MU mua giúp Gareth Bale. Theo Diario Gol, chủ tịch Perez của Real Madrid đã chủ động liên hệ với phó chủ tịch Edward Wood của MU nhằm mời mọc mua Gareth Bale. Hiện tại, chính chủ tịch Perez cũng đã chán nản, quyết tâm đẩy Bale khỏi Bernabeu. Sau vấn đề là Bale có thời hạn hợp đồng đến năm 2022 và cầu thủ 32 tuổi này một mực từ chối ra đi, đồng thời tuyên bố rằng chấp nhận ngồi dự bị cho đến khi hết hợp đồng thì thôi. Cách đây không lâu, Real Madrid thể hiện ý muốn thu về khoảng 80 triệu euro từ việc bán Bale. Tuy nhiên, với nhiều diễn biến phức tạp từ cá nhân Bale đến đại dịch Covid-19, chủ tịch Perez giờ chỉ mong thu lại khoảng 60 triệu euro mà thôi. Tình hình dịch bệnh khiến kinh tế trì trệ, vì thế Real Madrid càng muốn đẩy cầu thủ người xứ Wales khỏi Bernabeu càng sớm càng tốt để giảm gánh nặng tài chính gồm mức lương 15 triệu euro và thuế 54%. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ nỗi lo đau đáu ở đội tuyển Việt Nam. Mặc dù bóng đá đang tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang làm việc rất tích cực. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang phát triển thêm 3 sơ đồ chiến thuật mới để đa dạng hóa lối chơi cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, dù sử dụng bất cứ sơ đồ nào thì điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng nhất đó là vị trí tiền đạo. Sau khi chân sút kỳ cựu Anh Đức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, huấn luyện viên Park vẫn chưa thể tìm được người thay thế ưng ý. Hiện tại chúng ta chỉ có Tiến Linh và Đức Chinh cho vị trí trung phong cắm để dùng đi dùng lại trong các trận đấu.
Thực tế, Việt Nam không thiếu những tiền đạo trẻ triển vọng nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm thi đấu. Ở cấp câu lạc bộ, họ không được tạo điều kiện ra sân để tích lũy kinh nghiệm. Theo huấn luyện viên Park, thì các câu lạc bộ tại V-League chỉ thích sử dụng tiền đạo ngoại nên rất khó có cơ hội cho các chân sút trẻ của Việt Nam có được diễn. Chiến lược gia người Hàn Quốc hy vọng rằng trong thời gian tới đây, các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam sẽ có cơ chế mới nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các tài năng trẻ được thử lửa, qua đó tạo điều kiện để ông có thể tìm ra các phương án mới cho các đội tuyển quốc gia.